MG xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Xin mến chúc cho quý cô bác anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Hiện tại thì MG đang có mặt ngay chỗ đường Thành Thái đây. Thành Thái giao với Tô Hiến Thành. Thì ở đây gia đình chúng ta thấy là một cái căn gốc cực kỳ hoành tráng như thế này đây. Nhưng mà bây giờ thì lại cho thuê nhan nhản như thế này. Tình hình càng cuối năm ha, đã bước sang tháng 12 năm 2023 rồi. Noel đã cận kề rồi, nhưng mà tình hình kinh doanh ở đây thì quá gọi là thê lương luôn. Những cái lô gốc, những cái mặt tiền đỉnh, mặt tiền gọi là siêu kinh doanh luôn, thì bây giờ lại cũng bỏ trống trơn, dán bảng gọi là bấy bá luôn, nhưng mà không ai dám đầu tư kinh doanh hết, không ai dám cho thuê, dám thuê hết. Đó thì gia đình mình thấy đó, càng về cuối năm ha, tình hình kinh doanh thì càng gọi là ngưng trệ luôn. Đó thì nhìn đây, cả gia đình mình nhìn thấy một cái lô gốc đẹp như thế này đi. Những cái mặt tiền này là gọi là mặt tiền vàng đó, trung tâm vị trí này, ngay ngã tư đắc địa như thế này luôn nè. Nhưng mà hiện tại thì vẫn bỏ trống này, dán bảng để cầu mong cho có người cho thuê, có người thuê, nhưng mà bây giờ gọi là khách thuê thì bỏ chạy hết rồi. Do tình hình kinh tế thì bây giờ quá khó khăn, cho nên là càng đi về sau nữa thì gia đình chúng ta mới thấy là mọi cái nó đều rất là gọi là phá sản tràn lan luôn. Kiểu này thì không biết là Tết năm nay thì sẽ ăn Tết như thế nào nữa. Ở những cái khu công nghiệp bây giờ thì gần như là anh chị em công nhân bị thất nghiệp rất là nhiều, và phải đi cuốn gói mà đi về quê sớm đó. Mà làm cả năm rồi, đợi tới có Tết có thưởng rồi, mà bây giờ kể cả trước Tết thất nghiệp nữa, thì gia đình chúng ta thấy là về quê nguyên năm coi là đắng cỡ nào luôn. Đây tòa nhà này 6-7 tầng đối diện luôn. Đó, nhưng mà bây giờ thì cũng để cho chụp bản cho thuê, nhưng mà cũng đâu có ai mà thuê nổi đâu. Đó, những con phố mà Tô Hiến Thành này, những con phố mà chuyên bán đồ nội thất đi, đó và đồ trang trí nội thất, nhưng mà bây giờ thì te tua tơi tả như thế này đây. Không nghĩ luôn là bây giờ thì thành phố Hồ Chí Minh chúng ta lại có những cái thời điểm mà nó đắng đến mức độ mà phải te tua như thế này luôn. Trước giờ thì chưa bao giờ mà Sài Gòn chúng ta lại như thế. Tại vì nghe đến nói Sài Gòn là cái miền đất hứa, Sài Gòn đó là một cái gì đó rất là tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ thì nghe đến Sài Gòn thì gần như là ai người ta cũng sợ hết trơn. Kinh doanh thì bây giờ là thua lỗ nặng nề. Cả nhà mình thấy nè, đá trang trí sân vườn giờ cũng đóng cửa bỏ chạy hết rồi. Đó thì những cái căn nhà như thế này mặt tiền kinh doanh siêu đẹp luôn, cũng dán bảng cho thuê tè le hết trơn luôn. Đó thì tình hình Sài Gòn đúng là một cái điều rất là bất ngờ cho người ta. Khi mà Sài Gòn chúng ta thì quá phồn hoa, gọi là đầu tàu của kinh tế đất nước luôn. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ cái đầu tàu kinh tế đất nước thì cũng bị sổ mũi hắt hơi rồi, bị cảm nặng luôn rồi. Thì những cái mặt tiền mà kinh doanh mà ngay chỗ Tô Hiến Thành như thế này đi, cái nhà mình thấy là trước bao giờ là chưa bao giờ bỏ trống ấy. Người này chưa hết hợp đồng nữa, người khác đã nhảy vô ký hợp đồng để chờ xếp hàng thuê rồi. Tại vì khu vực này kinh doanh ngon quá trời luôn. Đó thì có những cái mặt bằng ở đây là kinh doanh nội thất là ngon luôn. Và những người mà kinh doanh mà trang trí nội thất ở đây vốn rất là nhiều, đặt chục tỷ, trăm tỷ không chứ không phải ít. Cho nên là những người mặc dù người ta thuê mặt bằng ở đây, người ta làm ăn kinh doanh thôi, nhưng mà thật sự bản chất người ta đã rất giàu rồi, đầu óc kinh doanh thì lanh lợi. Đó thì những người mà có IQ kinh doanh tốt, những người có khả năng tốt và vốn mạnh, vốn nhiều, hàng chục tỷ, thì gia đình chúng ta thấy là vốn họ ra đã nhiều đã mạnh rồi. Nhưng mà bây giờ thì cũng phải là te tua tơi tả, phải phá sản, nhiều khi còn lâm nợ nữa. Đó thì không ngờ luôn, những cái người mà gọi là ưu tú, những người thành viên mà kinh doanh ưu tú của xã hội, những người mà đáng lý ra là họ được rất là nhiều người mến mộ, ngưỡng mộ, nhưng mà hiện tại thì cuộc sống họ cũng te tua tơi tả, có thể là hết vốn phá sản rồi đủ thứ chuyện và xảy ra. Đó thì cả nhà mình thấy là mặt tiền bên nữa, cả nhà mà để chữ cho thuê te tua hết trơn. Đó thì thật ra thì nhìn ở một cái góc độ nhỏ nào đó mà để nói, mà khi mà những cái đại gia thì hàng chục tỷ như thế này đây mà họ phá sản một cái thì cũng gọi là ảnh hưởng rất nhiều. Thứ nhất là xã hội mất đi một cái những người tài năng, tại vì họ đã rớt rồi để họ làm lại tài sản ra chục tỷ trăm tỷ rất khó, có nhiều người không bao giờ làm được cả cuộc đời luôn. Đó thứ nhất. Thứ hai đó là gia đình họ sẽ lộn xộn ngay, đang ăn sung mặc sướng giàu sang, mà bây giờ cái là
phá sản, và cái có thể là gia đình có thể là ly dị, ly thân đủ thứ, rồi con cái từ học trường điểm, từ học những trường ngoại ngữ đồ nổi tiếng, giờ hết tiền mới là chuyển vô những cái trường khác tiêu chí thấp hơn, thì điều đó cũng ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các bạn trẻ rất là nhiều. Đó thì xảy ra rất nhiều là tệ nạn, rồi có những cái bạn mà tâm lý không vững rồi sẽ đi vào những cái con đường xấu, cho nên là ảnh hưởng làm gánh nặng xã hội rất là nhiều. Trong khi mà kinh tế suy thoái thì có nhiều chuyện để xảy ra, chứ không đơn giản là chỉ là phá sản là xong. Phá sản thì hậu quả nó về cuộc sống xã hội nó rất là nhiều. Nó những cái tòa nhà lớn cái gì đi mà cũng phải cho thuê đi, đó thì không kinh doanh được. Những cái mặt tiền này thì ngay bên đây là cổng sau của trường Đại học Bách Khoa đây. Những cái mặt tiền này thì trước đây gọi là kiếm thuê thì không ra đâu, phải giành giật nhau thuê mà thuê không được nữa. Còn bây giờ thì để ngang nhãn như thế này đi, giá thành thì cũng hạ nhiều rồi nhưng mà không ai thuê hết. Đó, tình hình kinh doanh thì càng lúc nó gọi là càng đắng luôn. Không những là những cái mặt bằng bên kia mà bên đây nữa nè, như thấy những mặt bằng bên đây nữa nè, như là photocopy nè, rồi những cửa hàng vật liệu nữa thì cũng để bán cho thuê, bán nhà gọi là in nổi hết đây nè. Kể cả khu vực này thì gia đình chúng ta thấy photocopy đó là một cái ngành rất là ngon. Khi mà sinh viên đại học đó thì tài liệu rất là nhiều và photo nấn rất là nhiều, thì có một cái tiệm photo ở khu vực cổng trường như đại học như thế này là cũng là quá đã rồi, ngon rồi, cơ hội để phất lên để làm giàu rồi. Nhưng mà hiện tại thì gia đình chúng ta thấy là vẫn trụ không nổi nữa, với tình hình kinh tế gọi là gầy gọt và héo hon như thế này đi. Càng về cuối năm ha, giai đoạn giờ là xây qua xây lại nữa, giờ đã là tháng 12 rồi, xây qua xây lại nữa thì 20-24 tháng 12 là thời gian đó là râm ran luôn rồi, lễ Noel rồi. Thì trang trí giờ nó cũng bắt đầu trang trí Noel rồi, nhưng mà đi trong vòng ngoài đường gia đình chúng ta thấy là nó thê thảm lắm. Đó thì những cái mặt tiền bây giờ thì kinh doanh gọi là mặt tiền vàng, mặt tiền đắc địa giá trị cao thì kinh doanh không được. Những cái kiosk đây, những kiosk đây thì bây giờ người ta cũng đóng cửa hết rồi, không có làm ăn buôn bán gì được hết trơn. Tình hình bây giờ là giờ là cho thuê cũng không ai dám thuê nữa, thuê tại vì thuê xong rồi thì bán có được gì đâu, chỉ có lỗ và lỗ không à. Đó thì những cái nơi mà mặt bằng mà đây là đối diện bên đường thì nó cho thuê mặt bằng 4 và nhân cái 40 luôn, sâu khủng khiếp luôn. Đó thì những cái anh xe ôm công nghệ đây, xe ôm công nghệ gọi là SM xanh, xanh FM này, xanh FM thì bây giờ thì cũng gọi là vắng khách rồi, rồi cũng ngồi đây rồi tám chuyện dưới đây. Đó thì cả nhà mình thấy đó, thì bây giờ thì gần như chạy xe ôm công nghệ bây giờ thì ra quá nhiều rồi, ai cũng thất nghiệp hết, giờ xin việc làm không có, không biết làm gì thì chạy xe ôm công nghệ. Mà bây giờ khách bây giờ người ta cũng thất nghiệp quá trời, không biết làm gì, rồi người ta cũng đi về quê nhiều, đi nơi khác nhiều, cho nên là Sài Gòn mình giờ lượng xe cũng giảm đi rất nhiều, chính vì vậy mà cái lượng khách cũng giảm rất là nhiều luôn. Đó thì xe ôm thì cũng tụ tập ở đây ngồi chơi đây thì chờ qua ngày thôi. Đó thì anh có những cái anh xanh đất em nè, rồi kể cả không có bên đó nữa, ở bên đây nè có những anh Gáp nữa, thì cũng ngồi chơi ha. Có áo vàng áo xanh rồi đủ hết luôn. Thì gần như là bây giờ thì tình hình rất là khó khăn, làm cái gì cũng khó, chạy xe ôm cũng ế nữa, chứ không phải là dễ kiếm tiền đâu. Thật sự mà phải nói đến cái thời điểm này tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì cuộc sống mưu sinh nó gọi là quá khó khăn. Kể cả những cái chị bán vé số nè, nhiều khi làm công nhân gần cả đời rồi, bây giờ công ty nó phá sản hoặc là nó giảm nhân sự rồi bắt đầu nó cho nghỉ thì bây giờ lớn tuổi rồi xin việc đâu có cho ai nhận đâu, bây giờ việc công việc bấp bênh và không làm được gì trơn, ở nhà thì chết chắc luôn, bắt buộc phải đi làm. Mà làm gì giờ, chỉ có bán vé số thôi, mà vé số giờ thì tiền thì không có, người dân thì không có tiền, mà người bán thì quá trời luôn, cạnh tranh khốc liệt nữa, cho nên là càng ngày càng vắng. Bán thì không đủ chi phí, chỉ nuôi bản thân thôi, có trả tiền nhà trọ rồi nuôi bản thân là may mắn rồi, không có tiền dư để cho nuôi con, không có tiền dư để gửi về cho gia đình. Cho nên là bây giờ thì cuộc sống mưu sinh tại Sài Gòn mà thực sự mà nói nó rất là nhiều bất cập. Để cho chúng ta thấy là xin việc làm bây giờ mùa cận Tết, cái mùa này là người ta làm thời vụ cực kỳ nhiều luôn, kể cả những người mà
người ta rảnh cái đó, những cái mùa Tết này là người ta cũng kiếm được mớ nữa. Tại lao động thời vụ lúc này là các chỗ nào nó cũng cần hết, những cái cửa hàng, những cái công ty rồi nè, tại mùa Tết hàng quá rồi nhiều, rồi giao hàng bán hàng rồi phải cần có người phụ làm thời vụ. Nhưng mà bây giờ thì kể cả những cái người làm chính đây người ta còn cho nghỉ việc nữa, nói chi là người phụ. Tại vì sao? Ế quá trời ế à. Thì có ai đâu mà vô mua hàng gì nhiều đâu mà làm được gọi là mà phải tuyển thêm người thời vụ. Kể cả những người làm chính đây bây giờ thì vắng quá, ế quá thì không đủ chi phí còn bị thôi việc nữa. Cho nên là bây giờ làm thời vụ ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta trong giai đoạn Tết này coi như là năm nay là cũng thua rồi, không có làm ăn gì được hết trơn ấy. Khó khăn trăm bề luôn đó. Thì ở đây chỗ Đại học Bách Khoa thì có nhiều cửa hàng vật liệu xây dựng ha, đây người ta cho thuê kiosk rất là nhiều đó. Nhưng mà bây giờ thì gần như những cửa hàng vật liệu xây dựng này, trang trí nội thất này thì bây giờ là bỏ chạy hết rồi, không có ai mà kinh doanh mua bán gì được hết đó. Thì cửa hàng này nhan nhản luôn mà bây giờ thì thua rồi. Thì ở đây thấy có cái bạn, các bạn trẻ này, đang gọi là hớt tóc miễn phí. Thì khi mà các bạn đi học ở các trung tâm dạy nghề đó ra thì khi tốt nghiệp ra rồi thì các bạn tay nghề cũng gọi là chưa có thành thạo lắm, thì các bạn sẽ hớt tóc miễn phí ở đây để nâng cao tay nghề mình. Thì đây cũng một cái giải pháp có qua có lại ha. Cái người được hớt tóc thì họ miễn phí, họ không phải trả tiền. Còn cái người cắt tóc thì họ lại có cái cơ hội để họ nâng cao cái tay nghề của họ. Thì đây cũng là một cái điều rất là tuyệt vời, một cái trao đổi rất là sòng phẳng và có lợi cho cả hai bên, gọi là win-win, cả hai cùng thắng. Đây đây là cái mô hình rất là hay. Bên đây là cái cổng khoa cấp cứu ha, cổng cấp cứu của bệnh viện Trưng Vương đây. Đó thì gia đình chúng ta thấy là thời điểm này rồi thì Tết tới rồi, đi tới đâu cũng nhìn thấy cảnh gọi là te tua tơi tả. Thay vì trước đây thì mình thấy cái cảnh tấp nập, một cái cảnh gọi là ung làm luôn, gọi là làm không kịp việc đó, làm không hết việc đó. Còn bây giờ thì mình thấy cái cảnh là gì, vắng vẻ ra tiêu điều như thế này luôn. Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta như thế này thì không thể nói là còn hơn ở vùng quê nữa. Gọi là những cái mặt bằng kinh doanh mà đóng cửa mà nguyên một dãy vắng lặng như tờ luôn, coi như là còn hơn cái vùng quê nữa chứ không phải là đơn giản như một cái vùng quê nữa. Đó thì quá vắng luôn cả nhà mình. Đó, càng đi thì cả gia đình chúng ta thấy là càng ngày càng te tua, càng thê thảm. Thì ở đây nè, Ri lại thấy một cái điều rất là hay, Ri cũng muốn chạy lên luôn, chạy xe lên luôn. Đây thì thấy một cái này hay quá. Một anh thợ cắt tóc, anh đang học cắt tóc ha, nhưng mà thật sự là anh đi chạy gáp. Do cuộc sống khó khăn quá thì ông vừa chạy gáp vừa học nghề. Và khi mà ông đi chạy gáp rồi là trong lúc mà đợi khách vắng khách đó, thì ông cũng tranh thủ ông cắt tóc cho người ta. Thì đây cũng là một cái điều rất là tuyệt vời, một cái điều mà gọi là vượt lên chính mình, vượt lên cái hoàn cảnh sống giữa thành phố Hồ Chí Minh bộn bề như thế này đây. Thì gia đình chúng ta thấy đó, làm cả hai việc ba việc cùng một lúc đây. Để có được một cái nghề đó, thì anh phải trang trải cuộc sống bằng cách là lấy ngắn nuôi dài, tức là chạy gáp hàng ngày. Và khi mà chạy gáp rồi thì cả nhà mình nhìn thấy đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Vừa đi làm vừa học nghề luôn, quá hay luôn. Đây là một cái nội là một cái gương vượt khó rất là thích, rất là thích những cái bạn trẻ năng động như thế này. Clip của Ghi đến đây thì cũng xin tạm dừng. Em xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.